Xin chào tất cả mọi người, chúng ta quay lại với kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn. Tôi là luật sư Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Huy Thành thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Kính thưa mọi người, trong quá trình thực hiện tư vấn qua hệ thống pháp luật 1900-6179 thì chúng tôi tiếp nhận được rất nhiều các cái câu hỏi, các cái nội dung yêu cầu tư vấn liên quan đến cái việc xử lý khi mà mình vay tiền qua app ấy, mà bị làm phiền ấy, thì phải xử lý như thế nào. Thì tại cái video này chúng tôi xin thực hiện các nội dung cụ thể để tư vấn cho mọi người có thể tham khảo. Kính thưa mọi người, là cái hình thức vay tiền qua app ấy là một hình thức mà khá phổ biến trong thời gian gần đây. Các cái app của các đơn vị tài chính, các tổ chức tài chính ấy, được thiết kế, được thiết lập ra để nhằm mục đích là cho những cái cá nhân mà có nhu cầu vay các cái khoản vốn với một cái thời hạn ngắn và một cái giá trị nó không quá nhiều, từ 10 đến một vài chục triệu, thì các cái app đó với cái thủ tục hết sức là nhanh gọn. Đấy, những người mà có nhu cầu vay vốn ấy, chỉ cần tải app về, sau đó thì chụp hình khuôn mặt của mình, rồi là gửi chụp các cái giấy tờ nhân thân gửi cho các cái nhà quản lý app ấy, thì sau đó thì họ ngay lập tức là họ sẽ thực hiện cái việc giải ngân cho người có nhu cầu vay vốn với một số vốn là ít và với một thời hạn vay là tương đối ngắn. Và khi giải ngân thì họ sẽ giữ lại luôn một cái phần liên quan lãi suất, họ chỉ giải ngân cho người vay thì khoảng 70% số giá trị vay. Thì sau khi vay thì chúng ta phải xác định thế này này, khi mà chúng ta vay tiền qua app ấy, thì chắc chắn đây là một hình thức vay tiền mang tính chất là tín chấp, tức là vay bằng niềm tin. Thì khi mà cho vay ấy thì họ đưa ra rất nhiều các cái thông tin mang tính là hấp dẫn cho người vay. Tuy nhiên đằng sau cái câu chuyện đó thì cũng có rất nhiều các cái rủi ro cho những người vay. Tôi lấy ví dụ như là cái lãi suất mà các đơn vị cho vay qua app ấy, thì chắc chắn là sẽ cao hơn rất nhiều so với lãi suất vay thông thường. Cái thứ hai ấy, là trong trường hợp ấy, mà người vay vi phạm các cái nghĩa vụ ấy, về việc trả nợ ấy, thì cái lãi suất phạt, lãi suất quá hạn thì vô cùng cao, phải nói cảnh báo cho mọi người là rất cao đấy, mà có thể là phải cao gấp đôi, gấp ba đấy, khiến người vay lâm vào tình trạng là không thể trả nợ được đấy. Và có một số trường hợp ấy là các app còn dùng các cái thủ đoạn, thủ thuật mang tính gian dối đấy, để lừa đảo người vay nhằm mục đích là chiếm đoạt cái tài sản của người vay. Và khi mà người vay không thực hiện được cái nghĩa vụ thanh toán ấy, thì họ bằng nhiều cái hình thức mang tính đòi nợ nhưng mà mang tính khủng bố về mặt tinh thần, ví dụ như là gọi điện liên tục này, đe dọa này, dùng những cái lời lẽ là hết sức là dung tục đấy, đe dọa, chửi bới, rồi họ sử dụng các cái thủ đoạn, các cái thủ thuật như là sử dụng các cái hình ảnh cắt ghép đấy, rồi sử dụng các cái thông tin của thân nhân mình, các hình ảnh của thân nhân mình cắt ghép rồi đăng lên các cái trang, các cái hội nhóm, rồi đăng lên những cái clip của những cái người bạn của mình trên các trang mạng xã hội để họ vu khống, họ xâm phạm, xúc phạm đến cái danh dự, nhân phẩm của người vay với mục đích duy nhất là buộc người vay phải thực hiện những vụ thanh toán. Và chúng tôi cho rằng là những cái hình thức đòi nợ mang tính đe dọa, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người vay thì nó là một trong những cái hình thức mà hết sức tàn độc và vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Bởi vậy là tại cái video này ấy, thì chúng tôi xin được tư vấn cho mọi người cụ thể ấy, là trong trường hợp mà mình đã chót vay tiền của các app rồi ấy, mà không trả được và bị khủng bố, bị xúc phạm, bị xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và bị đe dọa đến tính mạng sức khỏe thì phải làm thế nào, thì chúng tôi xin tư vấn cụ thể để mọi người có thể tham khảo để vận dụng nhé. Trước hết ấy, là nếu trong trường hợp mà mọi người có sử dụng các cái trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook đấy, thì mọi người nếu trong trường hợp mà bị làm phiền thì mọi người có thể ngay lập tức là tạm thời dừng sử dụng các cái trang mạng của mình, có thể tạm khóa hoặc là khóa lại cái trang đó để cho tránh bị làm phiền đấy. Cái thứ hai ấy, là nếu mà mọi người bị gọi điện quá nhiều, bị khủng bố quá nhiều, bị gọi điện và bị đe dọa quá nhiều thì mọi người có thể tạm thời không sử dụng cái sim đó nhé, để có thể là tránh bị làm phiền, hoặc là khóa lại khóa các cái số mà gọi đến cho mình ấy. Hoặc trong trường hợp mà họ gọi quá nhiều số thì mình có thể là mình
sử dụng thao tác là mình khóa khóa những cái số lạ nhé. Đấy, chặn các số lạ. Đấy, để cho những cái số lạ không thuộc cái list danh bạ của mình có thể không thể gọi đến cho mình được, tạm thời như thế. Trong trường hợp mà bên cho vay ấy mà họ sử dụng các cái thủ đoạn như là cắt ghép hình ảnh này, rồi là đưa các cái hình ảnh, thông tin, các hình ảnh của mình ấy và của người thân của mình lên mạng xã hội ấy, với cái mục đích là đe dọa, với mục đích là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm mình, thì ngay lập tức mình phải thực hiện việc tố cáo họ ra cơ quan công an có thẩm quyền giải quyết về hành vi là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm, uy tín, hoặc là đe dọa đến tính mạng sức khỏe của mình, của người thân, thì thực hiện cái việc tố cáo ngay lập tức. Đấy, và cũng mình cũng phải tìm hiểu kỹ xem là cái đơn vị cho vay nó là đơn vị nào, đấy, tổ chức nào, đấy, để biết rõ về thông tin về chủ thể để mình thực hiện cái việc tố cáo cho nó phù hợp. Một cái nữa là trong trường hợp mà nếu mà các đơn vị cho vay qua app ấy mà có dấu hiệu của việc cho vay nặng lãi ấy, thì mọi người cũng có thể tố cáo về hành vi này. Đấy, mình tìm hiểu kỹ về các đơn vị này, sau đó mình thực hiện tố cáo. Đấy, để cho cơ quan chức năng có thẩm quyền họ vào cuộc để họ có những biện pháp xử lý theo đúng quy định. Đấy, và nghiêm trị, xử lý nghiêm trị nếu trong trường hợp mà các đơn vị này có những cái hành vi trái pháp luật. Một cái nữa ấy, thì tôi cũng xin lưu ý là mọi người, trong trường hợp mà mọi người đã chót vay rồi đấy, thì ấy, cũng nên cố gắng thu xếp các nguồn tài chính để sớm trả cho các đơn vị này. Đấy, bởi vì là cái lãi suất phát sinh, lãi suất quá hạn và lãi phạt ấy của các cái đơn vị cho vay qua app này thực sự là nó rất cao. Đấy, và tất nhiên là mình cũng phải biết rằng là khi mà mình đã vay thì mình phải trả. Đấy, nhưng mà mình có thể trả, nhưng mà mình có thể đàm phán để mình thực hiện cái việc trả làm sao cho cái mức giá trị nó cũng phù hợp. Và một cái biện pháp nữa, trong trường hợp mình không có khả năng trả thì mình hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa nhé mọi người nhé, hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa án tuyên cái việc cho vay với mức lãi suất quá cao như thế là vô hiệu, là không có giá trị pháp lý, để hướng đến câu chuyện là mình chỉ phải trả những cái khoản tiền gốc thôi nhé. Trong trường hợp mà mọi người lưu ý là bên cho vay qua app ấy, họ cũng có thể khởi kiện mình ra tòa, nhưng mà những trường hợp này thì nó ít, bởi vì cái giá trị cái tài sản cho vay qua app nó ít, 10-20 triệu thì nó không đáng để có họ. Và thông thường thì tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ không khởi kiện ra tòa, và cũng chưa có tiền lệ trong câu chuyện mà họ chỉ còn một vài chục triệu mà họ khởi kiện ra tòa. Cho nên là cái việc mà mọi người lo lắng là họ tố cáo hay họ khởi kiện ra tòa là không có. Tôi nghĩ rằng là họ cũng không dám tố cáo, bởi vì là những cái hình thức cho vay qua app là những hình thức mà có những cái dấu hiệu về chiếm đoạt tài sản, về gian dối, hoặc là chiếm đoạt tài sản, hoặc là ép buộc khách hàng để chiếm đoạt tài sản khách hàng, thì cái đó tôi nghĩ họ cũng không dám tố cáo người vay. Cho nên là tôi nhắc lại ấy, trong trường hợp mà bị khủng bố, bị làm phiền quá nhiều, bị xúc phạm về uy tín danh dự, bị đe dọa về tính mạng sức khỏe, thì mọi người cái mà cần làm nhất này, mọi người là phải tố cáo ra cơ quan chức năng để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý theo quy định. Kính thưa mọi người, là trên đây nhưng là những nội dung tư vấn liên quan đến cái hình thức, cách thức xử lý trong trường hợp mà bị các đơn vị cho vay qua app làm phiền đấy, bị khủng bố về tinh thần, mà mình có thể thực hiện để triệt tiêu, hoặc là giúp cho bản thân mình được an toàn đối với những hành vi trái pháp luật của các đơn vị cho vay qua app. Trong trường hợp mà mọi người cần tham vấn, tư vấn thêm thì có thể liên hệ với chúng tôi qua hệ thống tổng đài 1900-6179 của Lê Thành để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi hy vọng rằng là mọi người ủng hộ kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn bằng việc đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh của luật sư, qua đó là giúp kênh của luật sư có thể tới được nhiều người hơn và nhiều người được tư vấn pháp luật miễn phí hơn. Và cái thao tác đăng ký kênh của mọi người cũng là cách để giúp mọi người thường xuyên được cập nhật các cái kiến thức pháp luật liên quan và bổ ích từ luật sư Thành. Sau cùng xin cảm ơn mọi người rất nhiều.